Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, cho bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay có thông tin đáng chú ý sau đây. Chuyên gia Việt, Văn Toàn sẽ là điểm nổ quan trọng của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup. Thưa quý vị, theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, tiền đạo Văn Toàn sẽ là điểm nổ quan trọng trên hàng công tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại World Cup tới đây. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua mùa giải v thăng hoa với ngôi đầu bảng xếp hạng cùng màn trình diện ấn tượng của các cầu thủ. Màn trình diện đó đã thuyết phục huấn luyện viên Park và ông đã gọi 7 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai lên tuyển để chuẩn bị vòng loại World Cup tới đây. Nhận định về năng lực cũng như là cơ hội ra sân của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trong đợt tập trung lần này, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú đánh giá. Văn Toàn sẽ là ngòi nổ rất quan trọng ở tuyển quốc gia nhờ tốc độ rất là tuyệt vời, thứ tạo nên lợi thế rất lớn khi đá phản công. Khi Văn Toàn đột phá, cầu thủ này có nhiều cơ hội mang về cho tuyển những quả đá phạt ở cự ly, vị trí nguy hiểm. Chưa kể, Văn Toàn khi đột phá, đi bóng sẽ thu hút được hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội ở vị trí thuận lợi. Huấn luyện viên Park sẽ nghĩ đến phương án bố trí những cầu thủ phù hợp thi đấu gần Văn Toàn để có cơ hội tận dụng cơ hội từ những đường trả ngược của tiền đạo này hoặc tận dụng khoảng trống để tung cú sút. Về điểm này, chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá Minh Vương là cái tên rất phù hợp để thi đấu phía sau Văn Toàn. Tiền vệ quê Thái Bình có thời gian ăn tập lâu năm với Văn Toàn, đồng thời khả năng dứt điểm từ xa của Minh Vương cũng phát huy được tác dụng khi mà đó những đường truyền bóng bật ra sau pha đột phá của Văn Toàn. Cũng theo chuyên gia Phan Anh Tú, Văn Toàn và Văn Thanh chính là hai cái tên có khả năng cao nhất lọt vào đội hình chính của huấn luyện viên Park trong những trận tới đây. Ở thời điểm hiện tại, Văn Toàn, và Văn Thanh là hai cầu thủ có cơ hội rất lớn để lọt vào đội hình tuyển Việt Nam. Cơ hội thấp hơn một chút thôi đó là Công Phượng, sau đó là những cầu thủ còn lại của Hoàng Anh Gia Lai, Xuân Trường, Minh Vương, Tuấn Anh hay Hồng Duy. Chuyên gia này nhận định. Theo kế hoạch, tuyển quốc gia sẽ đá giao hữu với U22 Việt Nam vào ngày 18 tháng 5. Huấn luyện viên Park có những đánh giá sau 1 đến 2 tuần đội tập luyện, từ đó bố trí phương án chiến thuật phù hợp trong thời gian tới. Tin tiếp theo, vì sao cầu thủ từ Việt Nam liên tục gặp vấn đề khi lên tuyển? Chiều 17 tháng 5, tiền vệ Quang Hải là cầu thủ thứ ba của tuyển Việt Nam gặp chấn thương ở đợt tập trung này và phải chăng đã đến lúc huấn luyện viên Park nên nhìn lại quá trình rèn quân của mình. Trong buổi tập ngày 17 tháng 5, Quang Hải có dấu hiệu căng cơ, không thể tiếp tục buổi tập cùng đồng đội. Huấn luyện viên Park yêu cầu tiền vệ này tập riêng với bác sĩ Choi ở phòng gym cùng Xuân Trường Hoàng Đức. Tin vui là ba chấn thương mới nhất của tuyển quốc gia không quá nghiêm trọng, Quang Hải chỉ bị căng cơ, Hoàng Đức Xuân Trường có thể tập trở lại trong khoảng 4 ngày tới, nhưng những chấn thương liên tiếp dễ khiến người ta đặt câu hỏi về cường độ tập luyện của huấn luyện viên Park trong những buổi tập. Huấn luyện viên Park có lý do để yêu cầu học trò của mình tập nặng trong những buổi tập, thời gian chuẩn bị không còn nhiều, huấn luyện viên Park muốn thanh lọc lực lượng của mình một cách hiệu quả để mang về những con người tốt nhất tới UAE. Tuy vậy, huấn luyện viên Park phải nhìn vào những con người mình có trong tay để thiết kế giáo án tập luyện sao cho phù hợp nhất. Hai trụ cột ở hàng thủ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng thi đấu với mật độ dài đặc từ mùa giải 2020, trong khi lão tướng Anh Đức mới chỉ bỏ lỡ một trận đấu cho Long An ở mùa giải 2021. Không nên mạo hiểm với những trường hợp vừa bình phục như Văn Hậu. Ngoài ra, những cầu thủ hứa hẹn được trao cơ hội ở chiến dịch lần này, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh cũng cay ảnh gần như tất cả các trận ở V-League 2020 và chỉ bỏ lỡ số ít trận đấu ở giai đoạn 1 V-League 2021. Đấy là chưa kể người hâm mộ đang nín thở, chờ thông tin từ những chấn thương của Trọng Hoàng, Văn Hậu, Văn Xuân. Còn Tuấn Anh, Đình Trọng chưa thể lấy lại 100% phong độ vì chấn thương dai dẳng. Thời gian từ giờ đến lúc cả đội di chuyển sang UAE không còn nhiều, và nếu chẳng may xuất hiện một ca chấn thương, thì đó là quân cờ đầu tiên đổ xuống một chuỗi domino, chuỗi domino mà không ai muốn nhìn nó đổ. Huấn luyện viên Park là người hiểu đội tuyển nhất, hy vọng rằng ông thầy người Hàn có quyết định phù hợp để đảm bảo quá trình tập luyện và giữ cho đôi chân của cầu thủ. Tin tiếp theo, ngôi sao đen đủ nhất của Bầu Đức xin đừng thêm một nụ cười trong bi kịch nữa. Thưa quý vị, trong những ngày vui tưng bừng của bóng đá Việt Nam, Tuấn Anh luôn là người ngồi ngoài. Trong chuỗi trận thăng hoa của Hoàng Anh Gia Lai, Tuấn Anh cũng lại là nốt nhạc trầm. Không phải chờ đến lúc Hùng Dũng vắng mặt dài hạn vì chấn thương, huấn luyện viên Park mới phải lo cháy ruột về tuyến giữa từ Việt Nam. Mà ngay từ khi Tuấn Anh tái phát chấn thương sau trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong áo Hoàng Anh Gia Lai, ông thầy người Hàn đã phải phập phòng lo sợ về việc vắng tiền vệ trung tâm này trong chiến dịch chinh phục chiếc vé dự vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Chấn thương khiến tiền vệ tài hoa nhất bóng đá Việt Nam trở thành ngôi sao đen đủ nhất dưới thời thầy Park. Phải mất đến 10 năm, từ Việt Nam mới có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch AF Cup một lần nữa. Tuấn Anh từng thổ lộ, hôm đó xem trận chung kết giữa Việt Nam với Malaysia, lúc nhìn đồng đội dơ cao chiếc cúp vô địch, em ngăn không được dòng nước mắt. Lúc đó em nghĩ rằng giá mà không bị chấn thương, có lẽ mình cũng có mặt để nâng cúp cùng anh em trên sân. Số em đen lắm, khi toàn dính chấn thương trước những giải quan trọng, như hồi vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 cũng vậy, đến giờ trong tay em vẫn chưa có thành tích nào. Mùa giải này Hoàng Anh Gia Lai thăng hoa tột độ, sau 6 mùa giải lứa U19 Hoàng Anh Gia Lai của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường Văn Toàn được bầu Đức đôn lên V-League. Nhưng trong chiếc vô địch giai đoạn 1 mà đội bóng phố núi có được hiện tại, Tuấn Anh chỉ là giốp đen đuổi khó lý giải. Mùa giải V-League năm nay Hoàng Anh Gia Lai có chuỗi 7 trận toàn thắng đầy hiển hách. Trong 7 trận đó, có đến 5 trận họ buộc đối phương phải trắng tay hoàn toàn khi không thể ghi nổi bàn vào lưới thủ thành Tuấn Linh. Và chốt hai đầu của chuỗi trận thăng hoa đó là hai trận hòa với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và BKMX Bình Dương. Đen đủ cho Tuấn Anh, đấy là hai trận đấu Tuấn Anh góp mặt, thậm chí ra sân từ đầu. Còn 7 trận thắng kia, anh ngồi ngoài. Mọi thứ bắt đầu từ trận đấu trên sân Hà Tĩnh cho đến tận bây giờ. Lời giải thích của huấn luyện viên Kia Tisak cho việc buộc Tuấn Anh phải chơi trọn vẹn trận đấu ấy cực kỳ khó chấp nhận. Di Cô Thái chân tình sau trận. Tôi muốn giữ đội hình 11 người đá 90 phút để kiểm tra thể lực, các cầu thủ tiến bộ đến đâu. Tôi muốn Tuấn Anh có thể chơi được cả trận. Tôi cam kết để Tuấn Anh đá 90 phút, cầu ấy đã hoàn thành. Đó là điều tốt cho Tuấn Anh. Sau cái điều tốt mà Kia Tisak nhắc đến, Tuấn Anh lại bị chấn thương. Và trong ngày trở lại trên sân Pleiku, -cool, trong trận gặp BKMX Bình Dương, tiền vệ trung tâm này chỉ đá được một hiệp và đang khiến thầy Park phập phòng lo sợ hơn bao giờ hết khi chưa thể lấy lại phong độ của mình. Trong khi đó, chấn thương vẫn đang trực chờ. Lẽ nào Kia Tisak không biết đến tiền sử chấn thương dài răng dặc của Tuấn Anh khi mà tiền vệ này đi xa một bước để rồi đứng trước nguy cơ phải trả giá cực kỳ nặng nề cho quyết định đầy cảm tính đó. Di Cô Thái lẫn huấn luyện viên Park đánh giá cao Tuấn Anh bởi vì anh là cầu thủ hiếm hoi, làm được cái việc chơi như một nghệ sĩ khi mà có bóng trong chân mình, chơi như chiến binh khi bóng trong chân đối phương. Tuấn Anh trên sân, ngoài sự đảm bảo sức ép ở khu vực giữa sân, anh có phải chắc chắn có những pha truyền bóng chuyển trạng thái cực kỳ mượt mà tốc độ. Bên cạnh đó, tiền vệ tài hoa này sở hữu khả năng thoát pressing cực kỳ điều luyện nhìn lại năm trận đấu vòng loại thứ hai world cup mà thầy trò ông park trải qua tuấn anh là cái tên đầu tiên của hoàng anh gia lai được thầy park lựa chọn rồi mới đến văn toàn trong khi đó công phượng hồng duy chỉ là vai trò dự bị ra sân cực kỳ hạn chế xuân trường minh vương văn thanh thậm chí chưa được ra sân phút nào bởi vậy tuấn anh chính là niềm hy vọng sự kỳ vọng lớn của bầu đức ở tuyển việt nam đó chính là sự kỳ vọng lớn lao của huấn luyện viên park ở loạt trận quyết định trước mắt nhưng nên nhớ tuấn anh chưa lấy lại được phong độ của mình chấn thương luôn là dấu hỏi lớn với tiền vệ này Loạt trận tới đây của tuyển Việt Nam vô cùng khốc liệt khi mà Indonesia không còn gì để mất, Malaysia cũng cực kỳ khó nhằn. UAE thì cực mạnh với ba cầu thủ tấn công nhập tịch cùng ngôi sao sáng nhất trên hàng tiền đạo trở lại. Vì mục tiêu đó là chiếc vé lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, rất có thể huấn luyện viên Park buộc phải dùng Tuấn Anh như cách mà Kia sắc dùng Anh ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh như cách mà ông thầy người Hàn từng dùng đỉnh trọng ở trận thắng tương bừng trước U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Nhưng hãy nhớ rằng, đằng sau những quyết định đó là những bi kịch. Nhà báo Đỗ Tuấn của tờ bóng đá Plus viết rằng, nhắc đến Tuấn Anh người ta nhớ đến cầu thủ thường xuyên dính chấn thương. Nhưng với tiền vệ này, dẫu bi kịch đến đâu, anh luôn nở những nụ cười, nụ cười ấm áp đến kỳ lạ. Tuấn Anh vừa bước sang tuổi 26 vài ngày, sau những tháng ngày chấn thương mòn mỏi, thêm một lần nữa tương lai cơ hội được trải ra trước mắt tiền vệ tài hoa và lãng tử này. Nhưng để không có những nụ cười trong bi kịch, lại buộc phải tùy thuộc rất nhiều vào thầy Park và cả Di Cô Thái nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.